Chào các bạn. Video trước nói về nguyên nhân, cơ chế, các triệu chứng lâm sàng và biến chứng của bệnh Bardet. Video này xin được nói về điều trị bệnh Bardet như thế nào. Thì trong bệnh Bardet có 3 phương pháp điều trị. Thứ nhất là điều trị nội khoa bằng thuốc. Thứ hai là điều trị về phẫu thuật. Thứ ba là điều trị về iốt đồng vị phóng xạ. Thứ nhất về điều trị nội khoa, trong Bardet chúng ta dùng thuốc kháng tuyến giáp tổng hợp. Các thuốc đó là carbimazone, biệt dược là neomecazone hàm lượng 5mg, hoặc là metimazone, biệt dược là tirosone cũng hàm lượng là 5mg, hoặc là dùng thuốc BTU viên là 25, 50 hoặc là 100mg. Về liều lượng thì phụ thuộc vào cái giai đoạn của bệnh Bardet. Thường giai đoạn tấn công điều trị trong vòng 4 đến 8 tuần lễ, tức là 1 đến 2 tháng. Liều carbimazone hoặc là metimazone bắt đầu với liều 20 đến 40mg, chia làm 1 đến 2 lần trong ngày, hoặc là dùng thuốc BTU với liều là 200 đến 400mg trong ngày, chia làm 2 đến 3 lần. Liều có thể dùng cao hơn nếu mà bệnh nhân bị cường giáp nặng hoặc là có vú giáp to. Sau khi điều trị tấn công 4 đến 8 tuần, chúng ta sẽ dùng qua liều duy trì. Liều duy trì dùng khi nào bệnh nhân trở về bệnh giáp, và điều trị duy trì sẽ kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Liều duy trì của carbimazone hoặc là metimazone là 2,5 cho đến 10mg, có thể uống một lần trong ngày. Hoặc là BTU thì có thể uống 50 đến 150mg, uống một lần hoặc là chia làm hai lần trong ngày. Về mục tiêu của duy trì là đưa bệnh nhân trở về giai đoạn bình giáp. Về xét nghiệm thì đưa FT3 và FT4 trở về bình thường, hoặc là đưa TSH trở về bình thường hoặc là thấp hơn. Trong quá trình điều trị thì phải theo dõi FT4 và TSH mỗi 1 đến 3 tháng để điều chỉnh liều thuốc uống. Thứ hai là ta có thể dùng thuốc glucagon, đó là chế phẩm chứa iốt ở nồng độ cao. Iốt có tác dụng ức chế tổng hợp giải phóng hormone của tuyến giáp và ức chế chuyển đổi T4. Liều dùng của glucagon thì uống 10 đến 15 giọt trong một ngày. Thứ ba là ta dùng thuốc chặn beta giao cảm. Thuốc chặn beta giao cảm thì có tác dụng làm giảm nhanh cái tình trạng nhịp tim nhanh, đánh chống ngực, tăng huyết áp, run và lo lắng, nhất là giai đoạn đầu của bệnh Bardet. Liều dùng propranolol là 10 đến 40mg trong một ngày, chia làm 3 lần trong ngày. Hoặc là atenolol, metoprolol 20 đến 50mg, uống 1 đến 2 lần trong ngày. Thời gian dùng là 4 đến 8 tuần. Ngoài ra có thể dùng các loại thuốc khác như là glucocorticoid, prednisolone, dexamethasone với liều cao để ức chế sự giải phóng nội tiết tố của tuyến giáp và ức chế sự chuyển T4 thành T3. Các glucocorticoid thì không nên dùng thường quy trong điều trị bệnh Bardet. Chỉ dùng khi nào có biểu hiện về mắt, biểu hiện về da hoặc là cơn cường giáp cấp, là cơn bão giáp. Liều dùng prednisolone 30-40mg trong một ngày, hay là 0,5-1,25mg mỗi kg cân nặng cơ thể. Có thể dùng thêm thuốc an thần như là diazepam, phenobarbital, sử dụng cho các bệnh nhân quá lo lắng hoặc là quá xúc động hoặc là mất ngủ. Với kết quả điều trị như vậy thì các triệu chứng của tiền cường giáp sẽ giảm trong vòng 1 đến 2 tuần và giảm rõ rệt trong vòng 4 đến 6 tuần. Tỷ lệ khỏi bệnh nhờ điều trị nội khoa là từ 40-50%. Tuy nhiên tỷ lệ tái phát thì cũng như vậy, có thể 40-50%, tức là điều trị nội khoa. Thứ hai là điều trị về phẫu thuật. Chỉ định phẫu thuật khi nào bú giáp to, bú giáp đa nhân hoặc là bú chìm ở trong lồng ngực.
Trong trường hợp tái phát do điều trị nội khoa thì có thể dùng phương pháp phẫu thuật, hoặc là trong những bệnh nhân muốn được có thai. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật thì cũng có một vài chống chỉ định, ví dụ như bệnh nhân bị suy tim, bệnh nhân bị bệnh tim nặng, và nhất là những bệnh nhân lớn tuổi. Trong điều trị phẫu thuật, PASDO phải điều trị nội khoa cho bệnh nhân trở về bệnh giáp và cho bệnh nhân uống thêm Lugol một tuần trước khi mổ với liều 5 giọt một ngày. Trong phẫu thuật thì có thể cắt gần như toàn bộ tuyến giáp, chỉ để lại chừng 3 đến 4 gram tuyến giáp, hoặc là cắt tuyến giáp toàn bộ. Ở trẻ em và trẻ vị thành niên á, thì để lại cái mô tuyến giáp lại thì ít hơn, vì ở lứa tuổi này tình trạng tái phát dễ hơn. Trong mổ bú cổ của bà sữa đồ thì có một biến chứng là có thể cắt vào dây thần kinh quạt ngược, làm bệnh nhân bị khàn tiếng hay mất tiếng, suy tiếng cận giáp do cắt nhầm vào cái tiếng cận giáp, làm bệnh nhân giảm canxi máu. Nhưng mà trường hợp này thì hiếm. Sau mổ thì có thể bị suy giáp khoảng 20-30%, và tỷ lệ tái phát bú cổ bà sữa đồ là 15%. Trong điều trị như vậy là phần điều trị thuốc nội khoa, phần 2 là nói về phẫu thuật, phần 3 là nói về điều trị PASDO bằng phương pháp động dị phóng xạ. Điều trị bằng iốt phóng xạ 131 thì có thể được coi như là một phẫu thuật bằng iốt, được chỉ định trong trường hợp bị bệnh nặng không thể nào mổ được, trong trường hợp lớn tuổi, suy tim hoặc là bệnh nhân sợ mổ, hoặc là bú giáp mà không nhỏ đi sau khi điều trị nội khoa, hoặc là bệnh nhân bị tái phát sau phẫu thuật. Có chống chỉ định trong trường hợp bệnh nhân là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người trẻ 16-18 tuổi, bệnh nhân có biến chứng về mắt nặng thì có chống chỉ định dùng iốt động dị phóng xạ. Về biến chứng của dùng iốt động dị phóng xạ là bị viêm tuyến giáp trong vòng 3-4 ngày sau khi uống thuốc động dị phóng xạ, có tình trạng đau sưng ở vùng cổ họng. Biến chứng thứ hai là làm nặng lên tình trạng mắt do bệnh PASDO. Có thể phòng ngừa bệnh lý về mắt này bằng cách uống một ngày corticoid trước khi dùng động dị phóng xạ và kéo dài trong vòng 4 tuần sau khi điều trị động dị phóng xạ. Biến chứng của dùng động dị phóng xạ iốt cho 31 thì cũng có thể gây nên tình trạng suy giáp. Đây là một biến chứng thường gặp. Sau 5 năm thì có 40% bệnh nhân bị suy giáp, và sau 10 năm thì có 60% bệnh nhân bị suy giáp do điều trị bằng động dị phóng xạ iốt 131. Ngoài ra thì không thấy tình trạng ung thư gia tăng lên ở những bệnh nhân được điều trị bằng iốt động dị phóng xạ 131. Ngoài ra ta cũng nên đề cập đến chuyện điều trị cái cơn bão giáp, tức là cơn nhiễm độc cấp tuyến giáp. Bệnh nhân phải được vô nhập viện ở khoa điều trị săn sóc đặc biệt, được đặt monitor để theo dõi, đặt catheter đến mạch trung tâm, cho bệnh nhân uống hoặc là bơm qua sông dạ dày thuốc BTU 50mg 4 lần cho một ngày, dùng propranolol truyền tĩnh mạch chậm 1-2 gram ngày, hoặc là uống propranolol 40-80mg mỗi 6 giờ. Nếu bệnh nhân bị suy tim nặng hoặc là bị hen phế quản, có thể thay thế truyền tĩnh mạch bằng verapamil 5-10mg. Sau khi đã dùng kháng giáp tổng hợp được 1 giờ thì nên truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân 500ml natri clarua 9 phần ngàn và cho uống Lugol 10 giọt 2 lần cho một ngày. Về glucocorticoid thì có thể dùng hydrocortisone hay mucicillin tiêm đến mạch 50mg mỗi 6 giờ, hoặc là cho uống prednisolone 1mg mỗi kg cân nặng, cho bệnh nhân chườm lạnh uống thuốc hạ sốt như là paracetamol, không nên dùng aspirin. Ngoài ra các biện pháp hỗ trợ như là bù dịch, bù nước, điện giải 3-4 lít cho một ngày qua đường truyền tĩnh mạch hoặc là qua đặt sông dạ dày, thuốc an thần sedisen và liêm mỗi năm đến 10mg tiêm tĩnh mạch. Nếu có suy tim thì cho thở oxy và cho thuốc lợi tiểu digitalis.
cuối cùng là phải điều trị phối hợp những cái bệnh lý phát sinh thúc đẩy cơn cường giáp xuất hiện. Cái đó là phải điều trị các triệu chứng về mắt hoặc là các biến chứng về mắt, như là cho bệnh nhân nằm độ cao, đeo kính râm thường xuyên, do vậy mắt lòi ra không nhắm mắt kính được, nhỏ nước muối sinh lý hoặc là nước mắt nhân tạo thường xuyên, tránh khói thuốc lá, dùng prednisolone, dexamethasone trong trường hợp bệnh nhân bị lòi mắt nặng. Tóm lại, bệnh Basedow hay là bệnh Dravet là một bệnh nội tiết phổ biến nhất hiện nay. Bệnh Basedow chiếm 90% các trường hợp bệnh thường giáp đang lưu hành, được đặc trưng bởi bú giáp lan tỏa và hội chứng cường giáp mà có lòi mắt. Bệnh Basedow thường xảy ra ở phụ nữ, chiếm 80% ở phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 25 và có tiền sử gia đình có người bị cường giáp thì Basedow. Bệnh Basedow rất nguy hiểm đến tim mạch nếu bệnh không được điều trị đúng cách và để kéo dài. Và một biến chứng nguy hiểm nữa là cơn bão giáp trạng, khiến bệnh nhân tử vong trong tình trạng suy tim. Trong ba phương pháp điều trị Basedow, ngoài điều trị nội khoa bằng thuốc bằng iốt đồng vị phóng xạ 131, thì phương pháp điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ gần như toàn bộ hay là toàn bộ tuyến giáp là phương pháp tối ưu nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới video. Đặc biệt, nếu thấy hay hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Và nếu chưa đăng ký kênh thì nên subscribe kênh để được đón nhận video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.